Konnichiwa. Vậy là hôm nay chúng ta đã tìm hiểu đến bài số 15 rồi đấy ạ. Và chủ đề hôm nay của chúng ta là Okazoku wa. Okazoku wa có nghĩa là gia đình của anh hoặc là chị thế nào. Hãy, ikimashou. Đầu tiên chúng ta có động từ tachimas, tachimas như các bạn có thể theo dõi hình ảnh ở đây thì có nghĩa là đứng đúng không ạ? Đứng. Hãy, đây chính là âm lập đấy ạ. Âm Hán Việt lập. Lập là đứng. Từ tiếp theo đó chính là Swarimas, có nghĩa là ngồi hãy tsukaimas có nghĩa là dùng hoặc là sử dụng vậy dùng cái gì chúng ta sẽ đi với trợ từ ô oh, ví dụ như computer ô tsukaimas computer ô mas có nghĩa là dùng máy tính sử dụng máy tính hãy tiếp theo này okimas okimas có nghĩa là đặt để một cái đồ vật gì đó tsukurimasu. tsukurimasu. có nghĩa là làm, chế tạo hay là sản xuất ra một cái đồ vật gì đó. Ví dụ như riori o tsukurimasu. riori o là món ăn đúng không ạ? Và ở đây làm đồ ăn hay nói cách khác nói thuần Việt hơn thì chúng ta sẽ có nấu ăn đúng không ạ? riori o nấu ăn. urimasu. urimasu có nghĩa là bán. Ví dụ kuradamono o Kudamono o Bán hoa quả Hãy các bạn lưu ý đây là động từ nhóm số 1 Tiếp theo này Shirimasu Shirimasu có nghĩa là biết đúng không ạ? Sumimasu Sumimasu có nghĩa là sống là ở Kenkyu shimasu Kenkyu shimasu có nghĩa là nghiên cứu Shitteimasu Shitteimasu hay các bạn ở đây cũng dịch là biết đúng không ạ? Vậy nó khác gì so với chidimas và nó khác ở chỗ đó chính là ở đây chính là thể te imasu masự, imasu có nghĩa là đang làm gì đó đúng không ạ? Thì ở đây cái thể hiện cái trạng thái là đang biết đúng không ạ? Tiếp theo ví dụ, sunimas cũng vậy cũng chính là Mas quả động từ sunimas Hãy sumimasu là sống. Vậy thì sundemas có nghĩa là đang sống đúng không ạ? Osaka ni sundemas. Osaka ni sundemas có nghĩa là tôi đang sống ở Osaka. Hãy chideo. Chideo có nghĩa là tài liệu, tư liệu. Hãy catalog. Catalog có nghĩa là một cái cuốn catalog để quảng cáo, để giới thiệu sản phẩm mới ạ. Còn Jikoku hiệu, Ji cử Cự Hiệu có nghĩa là bảng giờ tàu chạy. Hãy khác với Việt Nam. Ở Việt Nam thì chỉ ghi là chuyến số bao nhiêu thôi đúng không ạ? Ở bên Nhật người ta sẽ ghi rõ ra là chuyến này này. Ví dụ như chuyến xe số 02 đến đến địa điểm này lúc mấy giờ đúng không ạ? Tương tự như thế, có chi tiết từng giờ một. Và ở Nhật thì người ta rất là tuân thủ thời gian. Người ta ghi là xe buýt sẽ đến lúc mấy giờ thì chắc chắn xe buýt sẽ đến đến lúc ấy ạ. Phư cử phư cử có nghĩa là quần áo Xe hình xe hình Sản phẩm software software có nghĩa là phần mềm Xe mông Xê mông môn là chuyên môn hãy Ở đây chúng ta có cụm từ nihongo no gô sé nô nihongo no sé mông Nhi hông Chuyên môn, tiếng Nhật, đúng ạ. Mình có thể nói, Watashi no seimon wa nihongo no desu. Chuyên môn của tôi là tí Nhật. Hai xạ, hai xạ. Y xạ của chúng ta là bác sĩ đúng không ạ? Còn ha là trong trong cái từ răng ấy thì hai xạ có nghĩa là nhà sĩ. Tokoya, tokoya có nghĩa là hiệu cắt tóc, tiệm cắt tóc. Hay, bude gai độ, gai độ có nghĩa là quầy bán vé nhưng mọi người lưu ý đây là quầy bán vé trong trong nhà hát. hãy độc cư sinh độc cư có nghĩa là độc thân âm hán việt cũng có nghĩa là cũng cũng dễ phiên âm là độc thân luôn mọi người ạ hãy âm hán việt độc thân độc thân hãy và sau đây chúng ta hãy ôn lại một lần nữa tất cả các từ vựng ngày hôm nay Tachimas Tachimas có nghĩa là đứng Suwarimas Suwarimas ngồi Tsukaimas Tsukaimas sử dụng dùng ví dụ như sử dụng máy tính computer o tsukaimas Okimas Okimas đặt để Tsukurimas Tsukurimas ví dụ như ryōri o tsukurimas nấu ăn Udimas bán Shirimas biết Sumimas sống ở Kenkyu shimas nghiên cứu Shite mas sẽ là vớp te imas quả động từ quả động từ shirimas đúng không ạ? Sunday mas chính là VTIMAS qua động từ SUMIMAS sống ở thì ở đây chúng ta sẽ dịch là đang sống đang ở đâu đó. Shidio có nghĩa là tài liệu. Catalog, catalog chính là cái quyển Katalog đấy ạ. Jikoku hiệu bảng giờ tàu chạy. Phư cự, phư cự là quần áo. Seihin hình, sei hình là sản phẩm, Soft, tổ so là phần mềm. Sen môn, chuyên môn. Hai xã, hai xã, nhà sĩ. Thô cô ạ, cô ạ, tiệm cắt tóc, hiệu cắt tóc. Phú đề gai độ, gai độ, quầy bán vé. Và cuối cùng là độc cư trịnh độc cư trịnh độc thân. Hay, vậy là chúng ta đã kết thúc bài số 15. はい、以上です。お疲れ様でした。バイバーイ。